Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Khi bữa ăn trưa của các tướng trị giá đến 50 tỷ đồng. Đó là bữa ăn trưa tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vào đầu tháng 4 năm 2019. Khi đó Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát Biển trao đổi với Trung tướng Hoàng Văn Đồng là chính ủy, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó chính ủy, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh và Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh về việc đã chỉ đạo cho Cục Kỹ thuật rút ruột 50 tỷ đồng trong tổng số tiền 450 tỷ đồng từ nguồn kinh phí quản lý hành chính năm 2019 mà Bộ Quốc phòng phân bổ. Số tiền khổng lồ trên sẽ được chia chác cho nhóm tướng lĩnh này và tất cả đều đồng ý. Để rút ruột, tướng Sơn chỉ đạo phòng tài chính cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 vùng cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật, nên nguồn ngân sách của cục này được tăng lên 179,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được 50 tỷ đồng rút ruột, tướng Sơn đã chia cho mình cùng các tướng Đồng, Hậu, Quyết và Dũng mỗi người 10 tỷ đồng. Vụ việc được sáng tỏ khi tháng 6 năm 2020, khi bị can Phạm Kim Hậu làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo hai file ghi âm phản ánh hành vi tiêu cực, tham nhũng của bản thân và một số cá nhân là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển liên quan đến công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị năm 2019. Sự việc sau đó được Đoàn Kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra. Tháng 9 năm 2021, 5 người hưởng lợi tự nguyện nộp lại mỗi người 10 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Với 6 trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật, nhà chức trách nhận định hành vi của họ có dấu hiệu đồng phạm tội, tham ô tài sản. Song các cán bộ này có mối quan hệ lệ thuộc, thực hiện mệnh lệnh cấp trên, không có động cơ vụ lợi và không biết số tiền 50 tỷ đồng sau đó bị chia cá nhân. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương do đó không xem xét xử lý hình sự với 6 người này. Khi lãnh đạo nhường ghế cho dân. Quý vị thân mến, theo thông lệ, các hàng ghế đầu đã đặt biển tên, chức vụ cho lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Nhưng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng với ba bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng cùng Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã nhường ghế cho người dân, đứng trên sân khấu nghe ý kiến của dân. Mới đây vừa qua, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thăm kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Thanh Hóa. Sau khi thị sát hầm Thung Thi và một số tuyến đường đang thi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và tỉnh Thanh Hóa đã đến nhà văn hóa thôn 4 xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa để thăm hỏi, tặng quà, lắng nghe ý kiến của người dân về cuộc sống mới tại khu tái định cư sau khi nhường đất cho dự án. Do sức chứa của nhà văn hóa có hạn, nhiều người dân còn đứng ở ngoài, Thủ tướng đã mời bà con vào trong hội trường. Trước đó, theo thông lệ, các hàng ghế đầu đã đặt biển tên chức vụ cho lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Nhưng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng với ba bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng cùng với Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã nhường ghế cho người dân, đứng trên sân khấu nghe ý kiến của dân và chỉ đạo của Thủ tướng. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ, một số người dân đã được Thủ tướng mời trực tiếp lên bục đứng bên cạnh ông để phát biểu, nêu ý kiến. Không khí của gặp mặt giữa người đứng đầu chính phủ và các thành viên chính phủ với người dân rất gần gũi, ấm cúng, dân chủ, cởi mở. Sau khi nghe một người dân phát biểu, Thủ tướng nhìn về phía các bộ trưởng đứng bên cạnh. Ông nói, hôm nay các bộ trưởng đã đứng hết, nhường ghế ngồi cho bà con. Đảng và nhà nước còn làm được gì tốt hơn cho nhân dân sẽ còn làm tiếp. Câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được những tràng vỗ tay và tiếng cười vui vẻ của đông đảo người dân. Lâu nay ở nhiều cuộc hội nghị, gặp gỡ, thông lệ và nghi thức đôi khi đã vô tình làm cho khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân cách xa nhau. Vị trí ngồi của lãnh đạo, quan khách luôn được trang hoàng, nhiều khi quá mức cần thiết. Tại các hội trường, những hàng ghế đầu bao giờ cũng được làm đẹp hơn, to hơn, thường gọi là ghế VIP và mặc nhiên dành cho lãnh đạo. Kèm theo đó là băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu, diêm dúa làm mất đi gốc rễ của mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, lãnh đạo và người dân. Nhiều cuộc gặp mặt, làm việc của lãnh đạo cấp trên khi về cơ sở nặng nề hình thức, mất đi sự tự nhiên, gần gũi vốn có. Trong không khí như thế, thật khó để chờ đợi những ý kiến thẳng thắn của người dân, để từ đó lãnh đạo có thông tin thật, hình ảnh thật từ cơ sở để nắm bắt, chỉ đạo, điều hành đúng người, sát việc. Vì thế những hình ảnh gần gũi, giản dị như cuộc gặp gỡ giữa đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tại nhà văn hóa thôn 4 xã Đông Minh có giá trị lớn trong việc truyền cảm hứng đến cộng đồng.
Nhiều người dân bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi, tin tưởng khi được gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp của nhà nước trong một không khí như vậy. Không thể can thiệp xin tha vi phạm nồng độ cồn, thổi dính là sạch ví. Khi không thể can thiệp xin tha vi phạm nồng độ cồn, người tham gia giao thông sẽ phải chấp hành nghiêm. Điều này có tác động rất tích cực đến việc giảm tai nạn giao thông. Kiên trì thay đổi nhận thức người tham gia giao thông. Quý vị thân mến, ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đã tác dụng lan tỏa rất tích cực trên toàn quốc. Vào dịp lễ Tết, vấn nạn uống rượu bia, lái xe khá phổ biến. Khi các lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt trong dịp Tết Quý Mão vừa qua, số lượng người vi phạm bị phát hiện cũng tăng cao. Số lượng hành vi tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia cũng giảm rất nhiều. Việc này cho thấy đây là giải pháp rất đúng đắn. Nhiều người sau khi thấy lực lượng chức năng xử lý nghiêm đã thay đổi nhận thức và thay đổi hành vi, không lái xe khi sử dụng rượu bia. Nếu như các địa phương duy trì kiểm tra thường xuyên, liên tục, ngẫu nhiên, kể cả thời điểm bình thường trong năm và các năm sau, chắc chắn sẽ góp phần xây dựng thành công văn hóa giao thông đã điều khiển phương tiện thì trong máu không có nồng độ cồn. Người tham gia giao thông sẽ dần thay đổi về nhận thức, thay đổi hành vi để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, mang tính bền vững. Trước đây, Nhật Bản và Hàn Quốc đều mất vài thập niên để xử lý hành vi uống rượu bia vẫn lái xe. Bởi vậy, đây là vấn đề đòi hỏi chúng ta phải kiên trì. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ có cơ quan chức năng có trách nhiệm, mà một bộ phận người dân cũng cần thay đổi nhận thức và hành vi của mình. Khi người trưởng thành nêu gương chấp hành nghiêm quy định không sử dụng rượu bia khi lái xe, sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ, giao thông trên đường sẽ an toàn hơn. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, Bộ đã nhận thấy vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tai nạn giao thông. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, Bộ đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt là từ tháng 6 năm 2022 và cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông ở tất cả các địa phương trên cả nước đều tăng cường xử lý nồng độ cồn và làm xuyên Tết. Theo ông Nhật, việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã có tác động rất tích cực đến việc giảm tai nạn giao thông. Do vậy, năm 2023, việc này vẫn là một vấn đề trọng tâm được tiếp tục thực hiện để kéo giảm tai nạn giao thông. Mục tiêu của việc xử phạt nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành giao thông, làm thay đổi thói quen của người tham gia giao thông. Đã sử dụng rượu bia thì không được điều khiển phương tiện, không thể can thiệp để bỏ qua vi phạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng, dù mức xử phạt trong Nghị định 100 khá cao, nhưng thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông sử dụng rượu bia vẫn chưa thay đổi. Nhiều người sau khi uống rượu bia vẫn cố tình lái xe, thậm chí là có những người ngồi sau thản nhiên như một thói quen. Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, lực lượng công an tham mưu và các tỉnh thành đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào việc cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, không can thiệp xin bỏ qua vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, từ các cơ quan trung ương như Bộ Công an, các bộ ngành cho tới địa phương, lãnh đạo đứng đầu đều ban hành kế hoạch nghiêm cấm sự can thiệp trong xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Khi không can thiệp được, thì ý thức của người tham gia giao thông sẽ phải thay đổi và chấp hành nghiêm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.